Từ nhỏ cho tới lớn, ai cũng có mơ ước, mộng tưởng để mà ôm ấp ủ, để mà theo đuổi. Vâng, sau đây là bài hát của Lê Cát Trọng Lý do em trình bày. Da 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 da. Cho em hát cái bài này được không? Đó em lấy tinh thần. Trời đất ơi. Tức là bây giờ hát hát tặng, hát tặng. À, vô. Em... vô. Da 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 da. Hay da 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 da. Trời ơi. Da 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 da. Da 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 da. Hey, da 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 da. Mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an chỗ, em cần yêu thương. Thời thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng tan nát và trăm lời vô nghĩa. Giao nhạc, giao nhạc. Ừ, xem chúng ta hơn. Em buồn quá, em bị điểm. Em ơi! Đâu? Ừ, xem chúng ta hơn thua được chi. Chờ mùa xuân đến từng bờ môi, chờ tình yêu giống như còn thơ. Em lòng khao khát nơi về nương náu. Lời ca biết vui nhưng khi được yêu. Xin chén cơm luôn đong đầy, tình yêu cũng dâng. Xin áo mây đem cho người khắp nơi. Da 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 da. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Sinh tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Da 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 da. Da 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 da. Hey, da 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 da. Người ta thường nói đừng có trông mày mà bắt hình dông. Nhìn mặt mũi hơi đơ vậy nhưng mà bản thân của mũi, cái con người của mũi rất là nhiệt thành. Hai Quynh chỉ cần lắng nghe cái giọng nói của mũi là cũng được rồi. Quynh mũi luôn à? Lần thứ hai gặp Hai Quynh mà mũi cứ tưởng chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước. Trường Văn đại ca, Trấn Thành sư huynh, chủ nhật này mũi mà Hai Quynh về nhà của mũi chơi có được không hả? Để làm gì? Hai Quynh hứa rồi đó nha. Trường Văn đại ca, Quynh thì đẹp trai sẵn rồi nên không cần phải mặc gì hết. Không, em không lẽ em tính nói là đừng nói, đừng nói. Để là gì? Trường Giang sao bắt không cho người ta mặc gì được? Không phải em, không. Khỏi cãi. Nói làm gì? Giải thích làm gì? Tôi không còn biết. Đi đi, đi luôn.
Rồi, được, được. Rồi, 60 giây của vòng 3, bắt đầu. À, sáng đây muội kể về cha mẹ của muội để hai Quỳnh không có bỡ ngỡ. Trường Nhân đại ca, mẹ của muội thích nhất là món canh chua đó. Canh chua thơm cá điều hồng, canh chua cá bông lau bông xoa đũa, canh chua thịt gà lá giang, canh chua me đỏ cá hú, canh chua bắp chuối cá ba sa và các món làm từ khổ qua, khổ qua dòng thịt, canh khổ qua sườn non, lẩu khổ qua cá tắc lá, khổ qua xào thịt bò, khổ qua luộc, quẹt mắm ruốc, thịt kho rồi xả ớt. Yeah, bạn đã vượt qua vòng thứ ba. Nhà mở quán cơm hả? Dạ không, cái đó là mấy cái món mà mẹ em thích. Mẹ em thích ăn, còn không thì cứ vô bếp phụ với mẹ muội. Nè, không biết thì phải hỏi, chứ Quỳnh đừng có làm biếng. Có chuyện này muội muốn kể cho hai Quỳnh nghe. Hai Quỳnh không được nói cho người thứ tư biết. Tuyệt đối không được nói cho người thứ tư biết. Sống để bụng, chết mang theo. Đó là khi tới nhà của muội, hai Quỳnh không được nhắc tới một món đồ. Để muội kể cho mà nghe. Mấy năm về trước, nhà của muội có bị mất một cái tivi trắng đen. Đêm đó không xem được dự báo thời tiết nên không biết là có giông bão kéo tới. Mấy bữa đó cha của muội trở tay không có kịp, chuồng dịch tóc mái, đàn dịch lạnh lẽo ngoài trời mưa. Và sáng hôm sau chúng vẫn bình thường. Sao đế thiệt. Dạ sao sao chúng vẫn bình thường. Còn không? Cái đoạn này còn dài không? Dạ còn. Dài không? Rồi, vòng thứ 5, 60 giây bắt đầu. Bài hát đó cũng đơn giản, đó là nói về con vịt. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cây cánh cho khô. Hai con vịt sẽ ra bốn cái cảnh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cây cảnh cho khô. Ba con vịt sẽ ra sáu cái cảnh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cây cảnh cho khô. Bốn con vịt sẽ ra tám cái cảnh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cây cảnh chó khô. Năm con vịt sẽ ra mười cái cảnh, nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. Nói chung là muội có hơn 100 con vịt đó, mà cho người ta có 60 giây hà sao ta kể hết. Sáu con vịt sẽ ra 12 cái cánh. Con vịt xà ra 12 cái cánh. Em tính ghé chỗ nào, cái xong cái thấy trong đây có chỗ che nhưng mà cách tiên, nhưng mà em nghĩ chắc vô được. Em ngồi ăn miếng bánh uống nước à. Em mới đặt đích ghế, cái chị kia nói em đăng ký hả em? Dạ. Em không phải là đam mê gì hết, mà nếu mà em đam mê là em đã tham gia từ vòng 2 ơi mùa 2 rồi. Cho nên nói chung em thấy thôi cứ vô coi sao. Tại em cũng khoái những cái mà trải nghiệm á, tại đang cho mình có cảm giác, chứ em thấy em cũng rụt rè lắm. Rồi xong cái vô cái anh đó phát số báo danh, rồi cái cách tin cái ảnh kêu là em làm gì, em có gì, cái em nói em chỉ biết hát thôi, cái em mới hát bài lấy các trọng lý đó. Xong cái ảnh nó vui á thì em về em tập cái đó đi. Rồi xong cái thôi được rồi, thôi đó tao hiểu rồi. Cái chuyện cũng khá là dài rồi đó. Lấy hàng cho em đó đi. Cảm ơn em đã đến với cuộc thi này. Em là một hiện tượng rất là lạ, chân thật, mộc mạc, chất phát. Và cái duyên trong con người em đã tự đến, rất là lạ. Chúc mừng em với 150 triệu. Dạ, em cảm ơn hai anh. Chúc mừng em vừa vượt qua vòng gala.